tình huống xử lý mượt mà của lọ của Nguyễn Đăng Tuyên. Rồi, và đó là một tình huống xử lý ổn của Nguyễn Đăng Tuyên. Đây là cơ hội để anh có thể mở tỷ số trong trận thi đấu này. Hai cơ thủ của chúng ta đã có mặt trong nhánh thắng của Hà Nội Open, nên có lẽ không cần phải đề cập và bàn bạc quá nhiều về. Tình huống sử dụng lết thành công của Xuân Nghệ An. Cơ hội đang được mở ra để có thể quân bình tỷ số trong trận thi đấu này đang rộng mở cho Văn Xuân. Và tỷ số là 1-1 cho cả hai cơ thủ của chúng ta. Đây sẽ là tình huống quyết định của ván thi đấu này hay chăng đây? Chắc chắn rồi, đó là một tình huống cộng bi rất dễ dàng dành cho Lô Văn Xuân và tỷ số được vươn lên là 2-1. Thực sự là thi đấu rất tốt đến thời điểm hiện giờ. Sau này, Dương Quốc Hoàng đang dẫn trước Roland Garcia với tỷ số là 7-1. Bên cạnh đó là cặp trận thi đấu giữa hai tay cờ đồng hương khác người Philippines, đó là James Aranas và Jeffrey Roda. Tỷ số đang là 5-4 dành cho James Aranas. Cơ thủ Lưu Văn Việt thi đấu tại bàn số 5 cũng đang bị dẫn trước với tỷ số 1-4 trước Nicholas Tân. Và với trận thi đấu chúng ta đang theo dõi, mục tiêu số 9, nhưng đó là một tình huống rất khó tin đến từ vị trí của Nguyễn Đăng Tuyên. Và đối thủ của anh, người đồng hương và cũng là đồng đội ở đội tuyển Việt Nam, muốn để ép ra một băng ăn viên bi mục tiêu số 8 và thành công chém đến từ vị trí của Nguyễn Đăng Tuyên. Ván thi đấu này đang diễn ra với một tốc độ rất là nhanh. Hy vọng sẽ không còn bất kỳ một tình huống nào xui xẻo đến với cả Nguyễn Đăng Tuyên nữa. Nhưng đó là một tình huống không tốt đến từ vị trí của Nguyễn Đăng Tuyên. Sẽ là một cú sút penalty trực tiếp cho Nguyễn Đăng Tuyên. Vẫn phải là xử lý đến tận con bi cuối cùng của ván thi đấu này. Cùng chờ xem tình huống sút pen của Nguyễn Đăng Tuyên sẽ diễn ra như thế nào. Con bi quyết định trong ván thi đấu này. Rất tuyệt vời đến từ Nguyễn Đăng Tuyên, một tình huống sẽ là một tình huống va chạm với viên bi mục tiêu số 8. Va chạm với viên bi mục tiêu số 8 thì nó lại tiếp tục tiến đến gần hơn với viên bi mục tiêu số 6. Sau viên bi mục tiêu số 5 vừa rồi, không biết rằng nó lại có đến gần hơn với viên bi mục tiêu số 7 hay không. Và đó là một tình huống tốt đến từ vị trí của Lô Văn Xuân. Có một cái đường riêng cho viên bi mục tiêu số 7 rồi. Sẽ là một cú trô trực tiếp
Ván thi đấu đang ở trong tầm tay của Xuân Nghệ An. Hơi bị sát băng một chút nhưng không sao, không bị côn băng là tốt rồi. Những tình huống kết thúc bi mục tiêu số 9 vào lỗ 10 thường là những tình huống có sự rủi ro nhất định, nhưng đã thành công đến từ vị trí của Lô Văn Xuân là rất tốt. Đến từ vị trí của Nguyễn Đăng Tuyên vẫn còn đường riêng cho viên bi mục tiêu số 6 vừa rồi. Cẩn thận và bình tĩnh hơn một chút nào. Thành công trong viên bi mục tiêu số 7 vừa rồi và bây giờ chỉ còn lại hai viên bi mục tiêu cuối cùng trên bàn mà thôi. Một cái má bên trong để chém ngược viên bi mục tiêu số 8 vào lỗ tít phía xa bên tay trái. Và sẽ là một tình huống ép một băng đơn giản ra viên bi mục tiêu số 9. Vâng, và như vậy tỷ số lại tiếp tục một lần nữa được quân bình là 5. Tình huống ra gậy tốt đến từ vị trí của Nguyễn Đăng Tuyên. Một chút lực hơi thừa nhưng không sao cả vì viên bi mục tiêu số 8 đã là ở cửa lỗ rồi. Trận thi đấu nhánh thua của Nguyễn Anh Tuấn và Mickey Krause đã được diễn ra. Bên cạnh những buổi tường thuật trực tiếp trên các nền tảng livestream tương tác của... Rồi như vậy sau khi xử lý thành công viên bi mục tiêu số 5 thì Lô Văn Xuân cũng đã dứt điểm được viên bi mục tiêu số 6 và tiếp theo sẽ là viên bi mục tiêu số 7. Có lẽ là một tình huống bấm bi để kết thúc viên bi mục tiêu số 8 kia. Và như vậy có lẽ sẽ là một tình huống ép một băng lên nhưng phải cẩn thận với lực, và thành công đến từ Lô Văn Xuân. Tỷ số sẽ được nâng lên là 7-6 dành cho cơ thủ đến từ Nghệ An. Có lẽ ván thi đấu với điểm hưu đầu tiên đã đến rất gần với Lô Văn Xuân rồi. Đây sẽ là con bì cuối cùng của ván thi đấu này. Và tỷ số là trong pha này cho Lô Văn Xuân. Đã thành công dứt điểm viên bi mục tiêu số 4 và bây giờ viên bi mục tiêu số 5 tiếp theo sẽ là một cú điều hai băng ra giữa bàn để tấn công viên bi mục tiêu số 6. Viên bi số 7 và 8 là thuận lợi rồi.
có lẽ sẽ là một chiến thắng dành cho Lô Văn Xuân rồi. Bây giờ sẽ chỉ là một tình huống nhấp viên bi chủ chạm vào viên bi số 7 và một băng là đẹp cho viên bi mục tiêu số 8. Còn đối với tình huống này có lẽ sẽ là một tình huống trô về một băng và sang phía bên tay trái của viên bi mục tiêu số 9 theo góc quan sát của chúng ta hay không. Đó là một cái góc đúng như tôi dự đoán, nhưng sẽ là một tình huống cái xòe một băng ra. Tuy nhiên thì hơi với đến từ vị trí của Lô Văn Xuân. Nhưng đó là một tình huống dứt điểm thành công cho cơ thủ đến từ Nghệ